Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hồng Cbiz. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới và hot nhất có trong ngày hôm nay nhé. Bản tin gồm có. Tin đầu tiên, Triệu Lệ dính lâu lâu comeback điện ảnh liên đàn áp đàn anh Mỹ Nam nổi tiếng, thực hư ra sau. Tin thứ hai, sầm rộ tin bố mẹ Trịnh Sảng ly hôn ngay sau khi con gái phải hầu tòa, gia sản trong nhà bị phân chia. Triệu Lệ Dĩnh được cho là sắp trở lại màn ảnh rộng sau thành công của Tây Du Ký 3 năm về trước. Tuy là mỹ nhân phim truyền hình đình đám của Hoa Ngữ, vậy nhưng đã 3 năm rồi Triệu Lệ Dĩnh chưa trở lại với màn ảnh rộng. Giờ đây, nhiều thông tin trên Weibo cho biết nữ diễn viên đang tiếp xúc với một dự án của đạo diễn Lý Khải, người từng làm nên nhân chứng thầm lặng, có dương tử, hay gần đây là bắt nguyệt vị ương có đàm tùng vận, trùng sở hy và la tấn. Cụ thể, bộ phim điện ảnh hưởng Đông đang liên lạc với Triệu Lệ Dĩnh. Bên cạnh đó còn có Hoàng Hiên và Trương Tuệ Văn. Sở dĩ Hoàng Hiên được nhắc sau do có nhiều thông tin cho rằng Hoàng Hiên nếu tham gia dự án này thì phải chịu xếp phiên hài, đồng nghĩa với việc Triệu Lệ Dĩnh xếp phiên một. Một số thông tin cho rằng, thời gian gần đây, tài nguyên điện ảnh của Hoàng Hiên đang khan hiếm và xuống cấp dần, không còn những miếng bánh ngon như xưa. Giờ đây nam diễn viên còn phải xếp sau Triệu Lệ Dĩnh nếu gắt đầu tham gia hừng đồng. Còn có tin Hoàng Hiền không đồng ý nên đã tìm cách thương lượng với ekip, nhưng kết quả ra sao thì vẫn còn là bí ẩn. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là thông tin được đồn đoán trên mạng xã hội. Hoàng Hiền cho tới nay vẫn có vị thế vững chắc trong giới. Sắp tới còn có bộ phim truyền hình Phong Khởi Lạc Dương đóng cùng với Vương Nhất Bác và Tống Thiến. Trước giờ Hoàng Hiền cũng ít khi dính phải lùm xuống rắc rối. Cho nên, fan vẫn có thể tin tưởng anh có mắt trận kịch bản. Mặt khác, nếu Triệu Lệ Dĩnh đồng ý nhận lời và nhân vật của cô có tính chủi chốt, thì Hoàng Hiên vẫn sẽ vui vẻ xếp phiên sau, miễn là kịch bản thực sự thu hút và hấp dẫn. Hưng Đông dự kiến khai máy vào tháng 6 năm nay. Trang Quy Quy ngày 11 tháng 5 đã có bài viết liên quan tới câu chuyện gia đình trịnh sẵn. Suốt thời gian qua, nữ diễn viên phải sang Mỹ để hầu tòa vụ tranh chấp giành quyền nuôi con sau khi bê bối thuê người đẻ hộ vỡ lở. Trong lúc vụ việc vẫn đang dối như tơ vò và vẫn chưa có phán quyết cuối cùng, thì ở một diễn biến khác, gia đình nữ diễn viên đã gặp biến. Nguồn tin từ Trang Quy Quy cho hay, trên mạng xã hội hiện tại đang truyền tay nhau tin đồn bố mẹ của Trịnh Sảng đã ly hồn. Người viết đưa tin, ban đầu họ không tin vào lời đồn này, nhưng sau đó bắt đầu có những nghi vấn xuất hiện xung quanh vụ việc. Hiện tại Trịnh Sảng vẫn đang bị điều tra, tài sản trong nhà cũng sẽ bị phân chia. Trang Quy Quy viết thêm, trước đó từng có tin đồn Trịnh Sảng rất có thể sẽ bị ngồi tù. Chính vì vậy, những người thân trong gia đình đều đang cân nhắc thảo luận để giảm thiểu tác động, ảnh hưởng tới những nhân vật khác. Chính vì vụ việc của Trịnh Sảng bị vỡ lở mà mối quan hệ giữa bố và mẹ nữ diễn viên nảy sinh không ít mâu thuẫn. Cuối cùng, vì đặt con gái lên vị trí quan tâm hàng đầu, về nên bố mẹ Trịnh Sảng đã quyết định đường ai nấy đi. Trước đó, bố của Trịnh Sảng từng được bắt gặp trên phố. Ông lộ diện với ngành tiểu tụy, buồn bã, tay luôn cầm chặt điện thoại. Lần lại những bức ảnh này, trong khi khuy khuyên nhận định, Dường như không chỉ có bê bối của Trịnh Sảng mà cả chuyện gia đình gặp trục trặc cũng trở thành nguyên nhân khiến ông đau đầu. Trước biến cố lớn của cả gia đình, mẹ của Trịnh Sảng vẫn không buông tha Trương Hằng, nhất định sẽ không để kế hoạch phản công của Trương Hằng dễ dàng thành công. Hiện tại, thông tin trên vẫn chưa được kiểm chứng về độ chân thực. Tuy nhiên, netizen đều vô cùng tò mò trước kết quả vụ kiện của Trịnh Sảng và Trương Hằng cùng cách giải quyết bê bối truyền thông suốt thời gian qua. Chúng mình là Hoccebit. Nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đâu mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.